Kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin Vũ Đức Đam trốn nơi nào, liệu ông Đam có thoát hay không? Suốt một năm, ông Vũ Đức Đam đã tả xung hữu đột chống dịch. Ban đầu, ông Đam xây dựng được hình ảnh ông Bộ trưởng cần cù, mẫn cán, được khá nhiều người ngợi khen. Tuy nhiên, đó là bề ngoài, còn bên trong bản chất thì không hẳn là như thế. Dịch Covid-19 bắt đầu từ những ngày trước Đại hội Đảng lần thứ 13 của Đảng Cộng sản Việt Nam. Lúc đó, hình ảnh ông Vũ Đức Đam chống dịch được nhiều tờ báo, mạng xã hội ca tụng. Lúc đó, tên tuổi của ông Đam lên như diều gặp gió và tưởng rằng danh vọng của ông cũng vì thế mà nổi. Nhưng thực tế thì hoàn toàn không phải như vậy. Từ khi dịch bùng phát mạnh ở Thành phố Hồ Chí Minh và Bình Dương, thì lúc đó những yếu kém của ngành y tế mới bộc lộ hết. Những gì mà ông Vũ Đức Đam đã làm trước đó là không phản ánh đúng năng lực. Còn nhớ khi phát biểu tại cuộc họp chính phủ vào hôm 28 tháng 1 năm 2021, khi đó ông Vũ Đức Đam, trưởng ban chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 đã tuyên bố sẽ dập dịch trong vòng có 10 ngày. Đây là lời nói khoác vì sau đó ông Vũ Đức Đam đã không thể thực hiện được điều đó. Đây là hình ảnh ông Vũ Đức Đam lúc hăng hái chống Covid. Sang đây là năm 2022, những tiêu cực trong ngành y tế liên quan đến dịch Covid-19 đã phơi bày. Vụ án công ty Việt Á đã lột mặt nạ những quan chức lâu nay, tưởng rằng tận tụy với dân, nhưng thực chất là đã lợi dụng để trục lợi trên đầu, trên cổ người dân khốn cùng. Lúc đó, ông Vũ Đức Đam là tư lệnh tối cao, khi đó Bộ Y tế và của trận chiến Covid. Qua kết luận của Ủy ban Kiểm tra Trung ương, thì Ban Cán sự Đảng, lãnh đạo Bộ Y tế đã thiếu trách nhiệm, buông lỏng lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý, thiếu kiểm tra để một số lãnh đạo bộ và đơn vị cơ quan phụ trách quy định của Đảng đã làm sai và sai pháp luật của nhà nước trong việc đánh giá chuyên môn, kiểm tra, giám sát, cấp phép, cấp số đăng ký lưu hành, hiệp thương giá và mua sắm bộ sinh phẩm xét nghiệm COVID-19 của công ty cổ phần công nghệ Việt Á. Trong cái sai này có cả cái sai của ông Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, đó là tuyên tặng Huân chương lao động cho công ty Việt Á. Và các ông như Trương Ngọc Anh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Bí thư Ban Cán sự Đảng, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội, nguyên Bí thư Ban Cán sự Đảng, cựu Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Nguyễn Thanh Long, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Ban Cán sự Đảng, Bộ trưởng Bộ Y tế, Phạm Công Tạc là Ủy viên Ban Cán sự Đảng, Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ, Nguyễn Trường Sơn, Ủy viên Ban Cán sự Đảng, Thứ trưởng Bộ Y tế và một số lãnh đạo cán bộ khoa học và công nghệ của Bộ Y tế cùng chịu trách nhiệm về những vi phạm, khuyết điểm nêu trên. Chịu trách nhiệm cá nhân về những vi phạm, khuyết điểm trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được nhà nước giao. Và danh sách những cán bộ bị xem xét kỷ luật lần này đang thiếu đi cựu trưởng ban phòng chống dịch COVID-19 quốc gia, đó là ông Vũ Đức Đam, người từng được gọi là theo dõi toàn diện Bộ Y tế. Lúc đó bà Nguyễn Thị Kim Tiến đã rời ghế Bộ trưởng Bộ Y tế. Đấy là câu hỏi mà người dân đặt ra, tại sao lại bỏ sót như vậy? Theo phân công ủy nhiệm của ông Thủ tướng Chính phủ, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam trực tiếp theo dõi, chỉ đạo các lĩnh vực công tác, trong đó có khoa học công nghệ, y tế, dân số, gia đình và trẻ em. Trách nhiệm của ông là thay mặt Thủ tướng Chính phủ theo dõi và chỉ đạo như Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Lao động, Thương binh Xã hội, Bộ Thông tin và Truyền thông, Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ Y tế, Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam, Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam, Đại học Quốc gia Hà Nội, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh. Đây là hình ảnh ông Nguyễn Thanh Long, Bộ trưởng Bộ Y tế. Nhắc đến đợt dịch bùng phát ở các tỉnh phía Nam là không thể nào không nói đến ông Đam. Nếu quy trách nhiệm vụ Việt Á thì Bộ Chính trị nên cho xem xét cả Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam, vì trong quyền hạn của ông nhưng lại để xảy ra sự việc đến như vậy. Nhất là thời điểm dịch là trưởng ban phòng chống dịch COVID-19 quốc gia, khi đó ông đã liên hệ mật thiết với Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long. Và làm sao mà nói ông không liên quan cho được? Nếu ông kêu không biết vì không có thời gian, vậy có phải ông đang tắc trách trong phân công ủy nhiệm của Thủ tướng Chính phủ hay không? Tuy Ủy ban Kiểm tra Trung ương không giáo tên ông Vũ Đức Đam trong nhóm sai phạm gồm công ty Việt Á, Trung Ngọc Anh, Nguyễn Thanh Long, nhưng thực tế thì Bộ Chính trị đang giới hạn quyền của ông Đam. Sau vụ bê bối của công ty Việt Á liên quan đến nhiều quan chức, ông Vũ Đức Đam đang bị ảnh hưởng rất nhiều. Hiện nay, ông Vũ Đức Đam
dường như tồn tại lặng lẽ, không phô trương, không giống như trước đây. Không biết sự lặng lẽ này có liên quan gì đến đợt sắp xếp nhân sự tới đây của Trung ương lần thứ 5 hay không. Đây là hình ảnh ông Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, người chủ trì hội nghị Trung ương 5 sẽ là người quyết định số phận của Vũ Đức Đàm. Hội nghị Trung ương 5 sắp tới là hội nghị sắp xếp nhân sự và phán xét tội của những cá nhân trong việc chống đại dịch. Ông Vũ Đức Đàm khó mà thoát tội. Nếu ông Vũ Đức Đàm thoát lần này thì sự nghiệp chính trị của ông cũng khó mà tiến thân thêm được nữa. Ông đã là Ủy viên Trung ương Đảng 3 khóa liền mà không vào được Bộ Chính trị. Ông Đàm vốn dẫm chân tại chỗ rất lâu rồi. Lý do là ông không được thế lực mạnh ủng hộ. Nay nhiệm vụ của ông không hoàn thành thì ắt ông khó mà tiến xa hơn. Kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin đến hồi mặt vận Chu Ngọc Anh sắp đến giờ lên thớt. Chiếc ghế chủ tịch Hà Nội là một chiếc ghế rất béo bở. Tuy nhiên, những năm gần đây, người ngồi vào chiếc ghế này đều mặt vận. Dù nỗ lực giải quyết khủng hoảng con tin tại Đồng Tâm xong, nhưng rồi Trung ương lại phá nát nỗ lực đó và sau đó moi ra sai phạm vụ án Nhật Cường Mobi, và thế là Nguyễn Đức Chung phải vào tù. Công không được ghi, nhưng tội thì soi rất rõ. Thời gian ông Nguyễn Đức Chung ngồi ghế chỉ được hơn 3 năm là ngã ngựa. Ông Chu Ngọc Anh tiếp quản chiếc ghế này, thời gian cũng 3 năm và điểm xấu cũng đang ập đến. Chiếc ghế của ông Chu Ngọc Anh bây giờ đang lung lay rất dữ dội, không biết ngã nhào lúc nào. Vụ sai phạm của công ty Việt Á là đầu mối làm cho chiếc ghế của ông Chủ tịch Hà Nội không còn vững nữa. Từ ngày 28 đến ngày 31 tháng 3 tại Hà Nội, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã họp kỳ thứ 13. Tại kỳ họp này, ông Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị của Đảng Cộng sản Việt Nam, Bí thư Trung ương Đảng, chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương, chủ trì kỳ họp. Trong đó, ông Tú có đề cập đến trường hợp ông Chu Ngọc Anh là Chủ tịch Hà Nội phải có trách nhiệm liên quan sai phạm của công ty Việt Á, đến mức phải xem xét kỷ luật. Tuy nhiên, mức kỷ luật như thế nào hiện nay vẫn còn đang được bỏ ngỏ. Chưa biết rồi số phận ông Chu Ngọc Anh sẽ ra sao vào thời gian tới. Đây là hình ảnh ông Chu Ngọc Anh. Điều đáng nói là Ủy ban Kiểm tra Trung ương moi rất sâu những sai phạm của ông Chủ tịch Chu Ngọc Anh. Sai phạm từ thời ông còn là Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ. Ủy ban Kiểm tra kết luận Ban Cán sự Đảng, lãnh đạo Bộ Khoa học và Công nghệ đã thiếu trách nhiệm, buông lỏng lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý, thiếu kiểm tra để một số lãnh đạo của Bộ và đơn vị vi phạm quy định của Đảng, pháp luật nhà nước trong việc duyệt và giao tổ chức thực hiện, ký hợp đồng, đánh giá và nghiệm thu, chuyển giao, quản lý, kiểm tra, giám sát, thanh kết toán, kinh phí thực hiện đề tài khoa học nghiên cứu, chế tạo bộ sinh phẩm xét nghiệm COVID-19 của Học viện Quân y tại Việt Nam. Trong truyền thông xác nhận về đề nghị khen thưởng đối với Học viện Quân y, Công ty Cổ phần Công nghệ Việt Á và một số cá nhân liên quan, vụ việc này đã gây ra bức xúc khắp nơi tại Việt Nam với việc những kit xét nghiệm dởm này đem đến cái chết của rất nhiều người dân trong nước. Đây là hình ảnh trước khi ngồi vào chiếc ghế bị cáo, ông Nguyễn Đức Chung đã từng ngồi chiếc ghế Chủ tịch thành phố Hà Nội. Ông Chu Ngọc Anh cùng nhiều cán bộ khoa học và công nghệ cùng chịu trách nhiệm về những vi phạm, khuyết điểm. Kết luận kiểm điểm thế, nhưng hình phạt thế nào thì vẫn chưa thấy rõ. Đây là trách nhiệm của từng bước của Đảng Cộng sản Việt Nam. Nếu luật sai phạm và đề nghị kỷ luật, nhưng mức kỷ luật như thế nào thì còn cần phải chờ đến kỳ họp quan trọng khác, bởi vì Ủy ban Kiểm tra chưa đủ thẩm quyền để định mức phạt cho ông Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội. Ông Chu Ngọc Anh thuộc diện Bộ Chính trị quản lý. Kỷ luật ông Chu Ngọc Anh là cần thiết bởi vì Bộ Khoa học và Công nghệ dưới bàn tay chỉ đạo của ông Chủ tịch Chu Ngọc Anh đã làm ăn gian dối. Bộ này bịa đặt rằng bộ xét nghiệm COVID-19 của công ty Việt Á đã được Tổ chức Y tế Thế giới WHO chấp nhận cho sử dụng, thậm chí có thể xuất khẩu, hỗ trợ các quốc gia khác ngăn ngừa đại dịch. Mục đích là để hợp thức hóa bộ kit xét dởm này thành một thứ buộc người dân phải mua. Trong cơn đại dịch vừa qua, bao nhiêu người đã ngã bệnh là câu hỏi đặt ra, và bao nhiêu người đã tiền mất tật mang vì bộ kit xét nghiệm này không ai có thể thống kê nổi. Tội của ông Chu Ngọc Anh là rất lớn. Với tội lớn như vậy, người dân đang chờ đợi
ngay lên tội của ông cựu Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ. Và việc kỷ luật một quan chức, mà đặc biệt là quan chức cấp cao như ông Trung Ngọc Anh, là cả một quá trình chứ không hề đơn giản. Bởi ông là người Bộ Chính trị quản lý và bản thân ông Trung Ngọc Anh cũng có rất nhiều mối quan hệ lớn, không dễ gì kỷ luật cho được. Và hội nghị Trung ương lần thứ 5 của Đảng Cộng sản Việt Nam cũng sắp diễn ra vào tháng 5 tới đây. Bộ Chính trị sẽ họp bàn về nhân sự. Đây là thời điểm mà ông Nguyễn Phú Trọng cần phải đưa ra biện pháp kỷ luật ông Chủ tịch Hà Nội, đồng thời sắp xếp nhân sự cho vị trí này nếu ông Trung Ngọc Anh phạm tội đến mức có thể cách chức. Đây là hình ảnh đang ngồi chiếc ghế chủ tịch, liệu sau này ông Trung Ngọc Anh sẽ ngồi vào chiếc ghế nào? Với góp phần của cho công ty Việt Á cưỡng mua và người dân phải chịu hậu quả khôn lường với xã hội, thì nhiều người cho rằng ông Trung Ngọc Anh xứng đáng phải khởi tố về tội hình sự chứ không thể là kỷ luật qua quýt được. Đấy là những đánh giá từ phía người dân. Còn với Đảng Cộng sản Việt Nam thì liệu họ có kỷ luật cách chức, khai trừ rồi khởi tố hay không thì lại phụ thuộc vào ý kiến của ông Nguyễn Phú Trọng vào những ngày sắp tới của hội nghị. Ông Nguyễn Phú Trọng cũng đang muốn ngọn lửa trong lò của ông mạnh hơn nữa. Xử lý ông Trung Ngọc Anh như từng xử lý ông Nguyễn Đức Chung sẽ làm cho xã hội đánh giá ông Trọng cao hơn nữa. Số phận của ông Trung Ngọc Anh vì thế mà ngày một tăm tối và bấp bênh.